chào em trai. Chào em. Và xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mình bắt đầu giới thiệu về mình nha. Dạ, em xin kính chào anh Quyền Linh. Chào em. Em kính chào chị Nam Thư và kính chào bạn nữ bên kia. Em xin phép được tự giới thiệu. Em tên là Nguyễn Minh Hà, quê quán ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Đang công tác tại Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Năm nay em 32 tuổi. Chợ Gạo mà không có gạo, toàn là trồng ớt không đúng không? Rồi mời đàn gái. Em tên là Bùi Thị Hồng Khanh, đến từ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Hiện tại em đang là kế toán. Dạ, hiện tại thì em đang ở quận Tân Bình anh. Đi quốc lộ 50 lên, được không? Dạ được anh. Được, dạ cũng được anh, đi khoảng tiếng mấy tới thôi. Dạ. Khuyết điểm, ưu điểm của mình đi Hà. Ưu điểm thì em là người biết quan tâm đến gia đình, trách nhiệm với công việc, biết hát. Trong tình cảm thì em là người chu đáo, tâm lý và em là người biết điều. Đôi khi cuộc sống ta biết hết á, biết tùm lum nhưng mà không biết điều cũng mệt. Bây giờ vấn đề chỗ lưng ta biết điều trước đi, rồi biết mấy kia cũng được ha. Có tật xấu gì không trai? Dạ có anh, em thì em hay thức khuya, suy nghĩ chuyện này chuyện kia. Rồi mời bên đàn gái. Ưu điểm của em là tính hơi thật thà, cũng biết hát. Còn khuyết điểm thì em không có khéo ăn nói. Với lại là em có hay bị mắc cỡ khi gặp người mình thích lắm. Bây giờ Khanh nói một tí xíu về tình trường của mình. Khanh trải qua 3 mối tình. Dạ. 2 mối tình thời sinh viên với một mối tình khi đi làm. Kết luận là sau 2 mối tình mình rút ra một cái bài học kinh nghiệm gì, tại sao phải chia tay 2 mối tình đó? Em con nít anh. Còn người ta đi làm rồi mà lúc nào em cũng mong là người ta phải quan tâm đến em này nè. Lúc đó rồi. Mình còn trẻ con quá đúng không? Vậy bên đây có chịu nổi con nít không? Bên đây sao thấy ngập ngừng quá, chắc không chịu nổi con nít quá. Em thì cũng xin chia sẻ thật lòng luôn. Thì ai thì cũng phải trải qua một cái gì đó rồi mình mới từ từ mình trưởng thành. Em thì trải qua 2 mối tình chính thức. Thì một râu ria thì nhiều lắm đúng không? Năm 2013 một mối 6 tháng, năm 2016 cũng một mối 6 tháng. Trời ơi, 2 năm 2 mối, mỗi mối 6 tháng. Vậy cũng đâu có sâu đậm gì đâu. Bên đàn gái muốn một cái người yêu của mình với mẫu hình lý tưởng thế nào, có thể tả thử có bên đây giống không? Dạ, ngoại hình thì mong là ưa nhìn, có duyên, không quá mập, cũng không quá ốm, cao 1m65 trở lên. Và có cái phong cách ăn mặc trẻ trung. Trẻ trung, dạ. Áo trắng trẻ không? Tùy anh, áo trắng tùy. Chứ anh mặc áo trắng ai cũng nói già đó. Còn về tính cách thì em mong là bạn ấy cũng là một người vui vẻ, chững chạc. 90% bên đây đáp ứng được bên kia. Đàn trai mong ước một người, một mẫu hình lý tưởng cho mình là như thế nào? Về ngoại hình thì cao 1m53 đến 1m62. Dáng người thì hơi cân đối một tí. Nếu mà trên khuôn mặt có cái má lún đồng tiền thì càng thích. Còn về cái tính cách thì bạn nữ phải hiểu chuyện một tí. Em không thích là bạn nữ không nói, mà bạn nữ quần quặn em không thích. Cứ nói, có gì cứ nói đúng không? Yeah. Mong bạn ấy thông cảm trước, là nhiều khi em bực cái là em la lên, em la xong cái em hết là em bình thường à. Bên này không những nói mà còn la luôn. Tức là bên kia yêu cầu là chỉ cần nói thôi, còn bên này là la luôn. Yên tâm. Chào. Dạ, chào chị. Dạ, cặp chân mày ấn tượng nha. Đồ trẻ trung, xoái ca, sơ mi trắng, áo trắng đàng hoàng. Sẵn ra áo lên nhìn cho trẻ trung được không? Mình có cái tài lẻ nào ngoài cái việc là mình rất là vui tính, rất là hài hước không? Ví dụ như là ca hát đó. Ca hát, coi bói. Dạ em hát được. Coi bói rồi biết coi không? Coi thì em coi chơi thôi như chị chứ. Thiệt, cái này nghiêm túc. Một rồi đó, hài chị lắm luôn á. Chị suy nghĩ nhiều lắm không chị? Thức khuya nữa, thường thức khuya là mình giống giống nhau rồi đó. Có chắc chở trong đường tình không chị? Có. Rồi gì nữa? Hồi sơ sơ như đó thì chị ơi, đi sâu quá nó không tốt. Giỡn cho vui thôi. Chứ mà hôm qua, trước khi mà hôm nay mình tham gia chương trình á, là hôm qua mình ở nhà mình có hồi hộp không? Tí hồi hộp thôi. Có nằm mơ không? Dạ có anh. Mơ sao kể nghe nè. Em nằm mơ thì em thấy bạn nữ bên đó dáng người hơi tròn tròn, hơi mẩm mỉm một tí. Sao biết mơ tạo tóc ngắn, tóc dài? Trong mơ thì em thấy tóc quăng quăng hay gì á, mà lúc em vẽ nó không có giống chút nào hết chị. Có vẽ ra luôn hả? Sao có đem hình theo không? Sai rồi. Ủa, vẽ tóc ngắn nha mọi người. Nó quăng quăng nữa hả? Được rồi. Được rồi. Trời ơi. Chỗ này là cái đồng tiền này anh. Giống bà nào quá vậy trời.
Tại em dễ, nó không có được anh ơi. Rồi có trong mơ có thấy mặc đồ màu gì không? Chừng nó không thấy mặc đồ mới mệt à. Cái đó là căng luôn nha anh Linh. Trong mơ mà. Ủa mơ là hay vậy lắm à. Mơ thường không mặc gì hết á. Nó đâu dám dễ mặc gì đâu. Có dễ có cái mặc không à. Vậy là biết rồi đúng không? Có mặc đồ bộ ở nhà. Đồ bộ hả? Dạ. Mà bông bông nữa, có bông nữa. Dày bông bông nữa. Có bông. Mẫu này mơ tôi thấy chắc tôi xỉu. Rồi trong mơ mình mơ thấy. Rồi có làm gì không? Ở khúc đó hình như em quên rồi chị ơi. Quên không dám nắm bà này đâu. Mà thiệt không? Rồi có thấy nắm tay, rồi có thấy ôm nhau hay gì không? Thì thế cũng nựng nựng sơ sơ, nựng nựng sơ sơ vậy. Có nựng hả? Vậy nè, giờ anh Linh này giả bộ trong mơ nựng thử nựng coi sao? Nếu mà nựng thiệt xíu cho nựng. Thì nhíu vô má vậy anh. Nhíu sao? Nhíu vậy nè anh. À là trong mơ. Trong mơ là nhíu. Nhíu má nựng vậy hả? Không nhận em cũng bản lĩnh dám nựng bà này. Cái điểm mà anh không thích nhất ở bạn gái là gì? Cái tính mà hay so đo á chị, hay đứng nước này trong nước nọ. Cái mẫu hình lý tưởng nào không có người nào? Em thích là cái kiểu mà giống chị MC Thanh Thảo trong chương trình Hugo. Cũng vậy được không? Thì ổng vẽ ra đó. Thôi được rồi. Rồi. Ồ chào em gái. Có giống trong hình không anh? Giống cho tôi xỉu luôn á. Nãy giờ thấy trai bên kia nói chuyện được không ông gái? Được, có duyên ạ. Em thích một cái mẫu người chồng lý tưởng như thế nào? Em mong muốn là bạn trai là không phải là một người gia trưởng, không có lăng nhăng, là một người chung thủy, không có các mối quan hệ mờ ám như là em gái mưa, em gái nuôi, rồi em kết nghĩa gì đó. Cái từ nuôi đó nguy hiểm lắm anh. Bởi vì nuôi lớn lên là sẽ ăn, nuôi lớn lên là sẽ ăn cho nên là... Nuôi là ăn đó hả? Dạ. Nhưng mà con người không lẽ ăn? Nó ăn kiểu khác à. Ăn kiểu gì trời? Có mưa, có em gái mưa, cái bão, em gái gì không? Dạ không à. Anh Hà ơi. Dạ. Không có em gái mưa, em gái nuôi gì, có bạn thân là con gái không? Bạn thân hả chị? Bạn thân thì cũng thân ai nấy lo hả chị ơi? Ờ, vậy thì được, vậy thì được. Được rồi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao? Dạ, mẹ hôm nay đi thì có mẹ với chị. À, dạ cô thấy sao? Hai đứa được không cô? Hợp không cô? Cô thấy được á, hợp á. Dạ. Không, nếu mà nói theo như mà sống mà biết hiểu nhau vậy là tốt. Hồi nãy giờ nghe cháu nói là tôi thấy được á. Rồi, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Anh đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ, với cậu mợ, với chị, với anh rể. Kính chào Quyền Linh và dạ. Nam Thư. Tôi là Minh Nguyệt, mẹ của Minh Hà. Thì thấy thì được, dễ thương. Nhưng mà ăn thua hai đứa, chứ còn tôi thì sao cũng được. Miễn là cô con dâu là hiểu chuyện. Ở nhà cũng đẹp, ra đường cũng đẹp. Bây giờ á, là sẵn này có đàn trai nói vài lời với đàn gái đi. Coi nếu được cho tụi nó quen nhau, tìm hiểu nhau đi. Đàn trai mở lời đi. Dạ, xin chào chị ạ. Rồi đàn trai ngỏ lời trước đi. Tôi cũng đồng ý kiến với chị. Tôi cũng mong sao cho giữa tôi và chị cũng trở thành một gia đình. Dạ, tôi không? Cũng mong như chị vậy đó. Thì chị em mình cũng có một lời giống nhau. Dạ. Hai bà xui tương lai ôm nhau một cái đi. Ôm ôm chứ sợ gì. Trời đẹp quá. Dễ thương. Dạ. Mình già rồi. Bây giờ mình cũng mong cho tụi nó có đôi có bạn hạnh phúc như mình vậy đó. Rồi chính xác. Ừ. Theo. Tôi cũng dạ. Tôi cũng vậy á. Tôi cũng muốn như vậy đó. Bà không biết rồi, hai đứa nhỏ rồi. Thôi ráng đi hai con ơi. Ừ thôi kệ nó đi. Tụi ráng tìm hiểu. Rồi, cố lên cái đi. Này mà đám cưới là vui lắm nha anh Linh nha. Ừ, cái hai bà xui Linh hát là vui lắm. Uống rượu mừng rồi cái uống rượu mừng cái tới đó tôi với chị hát bà cha cha. Thấy không? Giờ hát luôn đi, giờ hát luôn đi. Bây giờ không đi hát. Vậy hai đứa thuận lại rồi ha. Bây giờ mở rào. Có bó hoa tặng cho em. Dạ, em cảm ơn. Lần đầu tiên gặp mặt. Dạ, em cảm ơn ạ. Lần đầu tiên gặp mặt á, trao đổi đi, cảm nhận về nhau thế nào? Giống trong mơ không vậy Hà? Thì lần đầu tiên gặp mặt thì em thấy anh sao? Dạ, cũng... được ạ.
Nhìn cũng nói chung là thấy cũng sao nhỉ, dễ thương đi. Dễ thương hả? Dạ. Vậy ví dụ như 21 hai anh em mình quen nhau á, rồi tiến tới hôn nhân thì em có chịu làm dâu ở miền Tây không? Tại em cũng thích người miền Tây. Dạ hả? Thí dụ như anh, nhà gia thế của anh á, nó không có được khá giả lắm, thì em có cảm thấy hơi bị hụt hẫng không? Người đàn ông mà biết chăm lo cho gia đình, chăm lo cho vợ con thì, và không có, nói chung là không có để vợ con mình phải cực khổ, phải chịu đói chịu khát, thì khi đó là ok. Tại vì anh thì thấy anh thì ở quê, còn em thì ở trên Sài Gòn này, thì quen với cái công việc trên đây, thì cũng không biết là anh cũng hơi lo về cái chuyện mà công việc của em á. Ví dụ em có thể chuyển công việc về dưới được không, dưới quê của anh được không? Bạn bà sắp xếp thôi. Còn về cái tuổi tác em có ngại không? Không, không ngại đâu. Bây giờ anh cũng không có biết nói gì, thôi anh hát tặng em bài ha. Hay quá ha. Thì anh ha sẽ hát bài Hồng Kông 1 nha. Ha, đứng lên hát, rồi đứng lên hát cho xôm nè. Lại gần cái cổ đó, bắt đầu nhìn cổ hát nha. Đứng ngay đây nè, nắm tay người ta hát cho tình cảm. Nắm tay vô, bắt đầu hát lại. Nắm tay chứ không phải bắt tay với đồng chí. Rồi nhìn vô, bắt đầu. Nhưng nắng đâu còn thiết tha gọi mời, gió âm thầm lướt qua muôn đời. Vì ai? Yo. Và giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì. Khi nắng xuân sáng, lời mật ngọt còn thầm thì như lúc ban đầu. Nước mắt em rơi dòng lệ trang đầy cầu kỳ. Vì ai? Hay quá. Hay quá. Em thấy anh rung hơn đó anh. Thôi rồi. Giống không? Giống mái tóc anh. Dạ. Em hát tặng anh một khúc của bài Hai Trái Tim Xa Lạ. Tình đời anh như gió đông, mang lạnh cấm xóa đi tình nồng. Cho dù ai luôn chờ ngóng, mặc người ngày tháng thiết tha đời mong. Tình đây em bao sắc xuân, đêm từng tia nắng bên nụ hồng. Soi mình trong sương ban sớm, tâm hỏi lòng vắng anh có buồn không? Em tặng anh thêm một chút xíu nữa nha. Cái bài này là bài là Khoảng Cách Tình Yêu, em hát cái giọng khác đi. Giờ là Khanh hát Hà Minh Họa nha. Hà múa đi hà. Ừ. Múa đẹp lắm á. Hay là anh cứ bước đi em ở lại, biết rằng hai trái tim ta sẽ vỡ tan. Dù cho em có khóc hay anh có đơn đâu, thì ngày mai nắng lên ta sẽ qua thôi mà. Em chỉ cần nhìn người bình yên nơi chốn này. Hà ông đứng như gà rù vậy đó. Kiểm tra lại con tim của mình, xem đây có phải là nửa yêu thương của mình hay không nha. Nhắm mắt lại kiểm tra con tim của mình. Chưa mà, chưa có hiệu lệnh. Kệ, ai nói gì nói, tôi bấm trước được rồi sao? Vậy thì phần còn lại là... Bên đàn trai tôi bấm đó, đàn gái có bấm hay không là tùy. Vậy thôi để em đếm với đàn đếm gái đi. Tôi bấm rồi đó. 3 2 1 Bấm luôn rồi. Chúc mừng nha, đó. Bây giờ xin phép với lại bác. Xin phép bác cho con mặn em. Cái ủa hôn em cái. Trời đất ơi. Mần vô má cái đi cưng. Hôn em cái nha. Mần đâu không có hơi hám gì. Mần lợ bắt đầu. Lợ luôn ha. Lợ mần lâu lâu chút. Từ từ để mần luôn, để mần đó.
Để Nguyên hít vô. Hít. 1, 2, 3, 4, hít 5, vô. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ồ, 15 giây. Được không Hà? Cảm giác sao? Dạ, giống như lúc mình hung á. À, nó mần, nó giống như hung vậy đó. Rồi. Sinh ngày 1 tháng 11, 1981. Mình đang làm cửa hàng trưởng của cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống xăng dầu Petrolimax. Nhà mình ở chung cư Belaza, quận 7. Mình hiện là mẹ đơn thân, có con gái là 16 tuổi. À, mẹ đơn thân, có con gái 16 tuổi. Rồi. Chị Dung là một người như thế nào? Chị có điểm mạnh, điểm yếu ra sao ạ? Điểm mạnh thì là dạng như là điềm đạm, nhỏ nhẹ. Còn điểm yếu là cả nể. Dạ. Chị có văn nghệ ca hát gì không? Có tài lẻ gì không? Không, mình không có tài lẻ. Dạ, rồi. Chị, mình chia sẻ cho em một chút xíu về cuộc hôn nhân mà chị đã trải qua nhé. Thì mình ly dị cách đây là 11 năm rồi. Thì hai vợ chồng về nói chung là không phù hợp, thấy không hợp nhau thì chia tay thôi. Nhưng mà hai vợ chồng là sống với nhau bao nhiêu năm? Lấy kết hôn từ bao nhiêu lâu? Chị kết hôn năm 2007. Kết hôn được 5 năm. Kết hôn 5 năm. Vâng, vì cái lý do gì? Chứ kết hôn 5 năm thì bảo là không hợp thì nó chưa thuyết phục với chị. Nó phát sinh nhiều mâu thuẫn kiểu như là... Vâng, nó ở vấn đề nào đó là chính á. Chung là chị thì tính chị thì nhiều khi á có vấn đề gì chị cũng ít nói á, thành ra là đâm ra nó nhiều khi nó tích tụ á, rồi đâm ra là nó bùng phát thôi. Thì nói chung là chồng thì có, mình thì ai cũng có cái ưu điểm khuyết điểm, nhưng mà mình cảm thấy mình không chịu đựng nữa, không tiếp tục nữa, thành ra là mình như vậy thôi. Chị thấy mà ở cái trong cái lý do mà ly hôn ấy thì anh đấy là anh ấy có một cái vấn đề gì không? Mà tại vì bọn em phải hỏi như này để tìm cái người mới cho chị nó tốt hơn á. Thì chị thấy anh ấy có vấn đề gì ở phía anh ấy? Nói chung là không có cái sự chia sẻ. Không có sự chia sẻ. Mọi việc là cũng tự bản thân một mình chị. Nói chung là phải nói sao nè. Nói chung là không có cái tính tự lập á, không có tự chủ, không quyết đoán. Cũng hơi lệ thuộc vào gia đình. À. Nên mọi việc là chỉ có một mình chị tự quyết. Ở trong vấn đề con cái như vậy. Rồi. Thì cũng chỉ có một mình chị. Rồi. Mà bản thân chị thì lại ít chia sẻ đúng không? Đúng rồi. Rất ít chia sẻ. Yeah. Chị tại vì chị nói một hai lần không được, thành ra đâm ra chị cũng không nói. Thế nên chị cũng không muốn là mình gây gỗ, chứ cha mẹ mà gây gỗ trước mặt con gái thì nó sẽ không hay. Chị yeah. Nói con chị nói như vậy. Dạ. Yeah. Vậy thì mình ly dị cách đây 11 năm rồi thì không biết là chị đã có những cái mối quan hệ tiếp theo chưa? Chưa em ơi. Chị có đi làm công việc. Nhưng mà chắc chắn là cũng phải có ông này ông kia tán tỉnh chị chứ nhỉ? Không. Tại vì thực ra là chị là làm ở trong xăng dầu thì chị chỉ có ở trong ngành thôi chứ chị cũng không có giao tiếp gì nhiều. Bản thân của chị nhiều khi trong cuộc sống ấy chị có cảm thấy cô đơn không? Xong rồi nhiều khi chị muốn tìm một cái ai cùng chị gánh vác cái công việc đấy không? Cũng có những chị... đến thời điểm bây giờ thì là cần. À, nhưng mà trước giờ là không hề nghĩ tới và cũng không có nhu cầu tiến thêm bước nữa à? Tập trung vào làm thôi. Để lo cho con. Thì bây giờ nói chung là con nó cũng lớn rồi. Lúc trước con nó còn nhỏ đó, cho nên là mình chị cũng không có nghĩ tới, chỉ có đi làm rồi cố gắng phấn đấu trong công việc. Hồi trước thì là chị là làm kế toán. Xong rồi sau khi ly dị thì chị mới tập trung vào công việc, chị phấn đấu lên thì bây giờ chị làm cửa hàng trưởng, chị quản lý cây xăng. Dạ vâng, nghĩa là tập trung hết vào công việc rồi. Không biết là con chị bây giờ 16 tuổi rồi thì cháu nó có ý kiến sao về cái việc mẹ đi thêm bước nữa chưa? Nó cũng có những cái lúc nó ích kỷ. Ừ. Nó cũng không muốn, nhưng cũng có những lúc thì nó lại muốn. Hiện tại là nó đang muốn hay không muốn? Bây giờ là nó để cho mẹ tự quyết.
Và rồi chị bây giờ chị cần một người đàn ông như thế nào? chung là tự chủ, Ừ. quyết đoán, không có lệ thuộc hay dựa dẫm vào ai hết, là trụ cột. Trụ cột. Ngoại hình một chút xíu, chị thích thích mẫu người đàn ông có ngoại hình như thế nào? Chơi 1m65 Còn điểm gì nữa, đặc biệt hơn nữa, cụ giùm thể hơn nữa? cũng như là thì đó, chị cũng là mẹ đơn thân cho nên là cũng chia sẻ, cũng có cái sự bao dung, nói chung là quyết đoán và độc lập, tự chủ, bao dung. Cái vị trí vùng miền của anh ấy, anh ấy ở đâu thì hợp lý, quê quán của anh ấy ở đâu, nghề nghiệp của anh ấy như thế nào thì chị thấy là phù hợp với lại chị à? Có thể là bằng chị. Bây giờ hiện tại công việc của chị là cửa hàng trưởng, đúng không? Thu nhập một tháng của chị trung bình là bao nhiêu à? 15 triệu. Thu nhập 15 triệu tháng. Anh ấy đang ở thành phố hay là anh có thể ở các tỉnh lân cận, hay anh ấy là người miền nào thì chị thích hơn? Miền nào cũng được em, nhưng mà đừng miền Trung. Chị không thích miền Trung đúng không? Chị có Mà thể đừng quen xa được không? có gia Dạ vâng. trưởng nha. Chị có thể quen xa được không? Xa Vâng. cũng được. Chị thích nghề nghiệp nào nghĩ là phù hợp với mình? Kinh Tại nhiều doanh khi bọn hoặc em không là kinh doanh hoặc là làm quản lý. kinh doanh hoặc là quản lý. Rồi. Có cái điểm gì mà chị cực kỳ ghét của đàn ông và chị cho vào blacklist luôn? Là không có tính tự chủ, Không tính chủ. không có tự quyết được một vấn đề gì, cái gì cũng phải lệ thuộc vào gia đình, chị không thích. Rồi, đó. Rồi, anh ấy ở vùng miền nào cũng được nhưng mà càng gần thì càng tốt đúng không ạ? Đúng rồi em, đúng rồi. Bây giờ chị có bất cứ yêu yêu cầu gì, đây là quyền lợi của chị nha, có bất cứ yêu cầu gì về bạn trai á thì mà người người đấy người ta có một cái hoàn cảnh tương đồng như mình, người ta cũng chia tay vợ xong rồi cũng có con thì có vấn đề gì không ạ? Không em, không vấn đề gì. Quan trọng là tính cách của họ thôi, ai cũng có mỗi hoàn cảnh mà. Bây giờ là hai mẹ con mình ở Sài Gòn là đã có nhà chưa? Chị ở chung cư em, Chị ở chung cư. Rồi. Là chung cư đấy là mua luôn rồi đúng không chị? đúng rồi, của chị. Vậy là đấy, chị xem là còn yêu cầu gì về bạn trai đó không thì chị cứ nói với lại bên em để bọn em tìm người cho chính xác Nhưng mà ạ. chị cũng nói luôn nha, chị có xăm hình Chị có xăm hình. đúng rồi, Bạn trai mà hút thuốc hay là uống rượu xíu được không? được không sao, nhiều khi công việc ngoại giao cái đó là chuyện bình thường, nhưng đừng quá đà, Không quá đà. Rồi. đừng có nghiện, đừng có nghiện. Ok. Chụp hình thì bình thường mà. Ok, em cảm ơn chị Dung nhiều nhá. Thì hôm nay là cái buổi làm quen đầu tiên. Nếu mà chị được chọn để cho lên sóng của bạn muốn hẹn hò ấy, thì sẽ có biên tập trực tiếp làm việc với chị nhá. Chị cảm ơn em. Em cảm ơn Rồi. chị đã tìm người phù Rồi. hợp chị. Cảm ơn chị. Rồi, chào em, chị cảm ơn em. Chào chị nhá. Dạ vâng, em chào anh ạ. Chị bây giờ chị chủ động giới thiệu về những cái thông tin cơ bản về bản thân mình, họ và tên, ngày tháng năm sinh, hiện tại đang công tác ở đâu, đang sinh sống ở đâu nhé. Dạ vâng ạ. Dạ em chào chương trình, chào anh chị, em là Bùi Thị Hằng, sinh ngày 14 tháng 1 năm 83. Em làm công việc tự do, em làm may, em mở xưởng ở tại nhà, và em ở hiện tại ở là ở Thạch Thất, Hà Nội. Thạch Các, Hà Nội rồi. Vâng ạ.
Ok, chị Hằng có điểm mạnh, điểm yếu gì? Chị là người sống như thế nào? Điểm mạnh của em thì em có thể cam chịu được, với lại là em có thể tự lo cho bản thân và cho con được. Nhưng mà điểm yếu của em là em hơi tính trẻ con, và lại em hay dỗi, vì lại tính em kiểu hay khóc ạ. Thế thôi ạ. Tính trẻ con ấy là sẽ trong trường hợp như nào, miêu tả cụ thể về cái tính trẻ con này mình em nhé. Ví dụ như vậy là đối diện với người khác giới mà người ta nói mình một cái gì đó mà mình cảm giác mình hơi tự ái, là em hay tủi thân, em hay khóc ấy, cho nên là người ta hay gọi em là tính trẻ con. À, mới tính trẻ con rồi. Thế vậy trước giờ mình chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình sao lại tan vỡ chị? À, nói chung là em kết hôn năm 2007, thì em sinh năm 83 nha, em này kết hôn với chồng em là năm 87 thôi, thì chồng em ít hơn em 4 tuổi. Thì đến năm 2009 thì em sinh được cháu gái đầu, đến năm 2013 thì em sinh cháu thứ hai. Thì đến năm 2015 thì là chồng em bị tai nạn mất, mất năm nay là 8 năm. Với lại là do các cháu nó còn nhỏ ấy, cho nên là em không, tại vì em hay chương trình thôi thì em cứ liều em tham gia thôi, còn thì thực chất là em cũng muốn lo cho các cháu, nó trưởng thành, với lại là đỡ bị san sẻ tình cảm ấy. Bởi vì lúc bố cháu mất thì là con lớn mới chuẩn bị vào lớp 1, và cháu nhỏ mới được 17 18 tháng ấy. Cho nên là em cũng thực sự là em chưa chưa nghĩ là để em lo cho bản hạnh phúc của bản thân mình. Nhưng mà khi em tha có hay xem chương trình, em thấy hay quá, thế là em cứ theo dõi, thì em thấy nhiều anh chị ghép đôi được, em cảm giác như thế là biết đâu mình cũng sẽ tìm được một người thông cảm và chia sẻ những cái mệt nhọc với gánh nặng cùng với em để lo cho các con của em thôi. Vâng, em nghĩ là khi chị tham gia chương trình ấy, là khi mà đã tìm được cái người mà phù hợp ấy thì chị phải sẵn sàng tham gia thì nó mới đạt được cái kỳ vọng tốt được nha chị. Nhưng mà thí dụ chương trình của tụi em là ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, khi mà kiếm được cái người mà phù hợp với lại những cái tiêu chí của chị ấy, thì chị bay vào được không? Em cũng không, chắc là em có thể bay vào được, bởi vì em cũng hy vọng là chương trình nó có thể diễn ra ở tại Hà Nội, thì em cố gắng sắp xếp, bởi vì bây giờ ba mẹ con nhà em ở, mà mình bay vào tận trong thành phố Hồ Chí Minh các cháu còn học, thì em sợ không sắp xếp được để có người giúp Dạ đỡ. vâng, có gì là lần sau chị tìm hiểu kỹ về theo dõi kỹ về chương trình dùng tụi em nhé, tại vì chương trình chỉ có ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh thôi á. Dạ vâng, À. đợi khi nào sẵn sàng tham gia thì có thể chị đăng ký tham gia lại với lại chương trình nhé, để cho nó có cái thời điểm phù hợp nhất. À vậy à, tận ở chứ ở ngoài Hà Nội mình là không có anh. Dạ vâng, ở ngoài Hà Nội thì bọn em không tiến hành các, tại vì những người mà tham gia ngoài Hà Nội ấy, là họ sẽ bay vào trong thành phố Hồ Chí Minh để ghi hình. Dạ. À thế thì nếu mà lịch thì có thông báo trước thời gian không anh? Dạ vâng, lịch thì sẽ thông báo trước khoảng tầm 1 tuần, 2 tuần gì đấy. Dạ. À, thế Dạ vâng, quan trọng là chị phải sẵn sàng mở lòng cho cái chuyện tình yêu chưa? Hay là vẫn còn đang lấn cấn các cháu thì như thế nó cũng vẫn không không có tốt cho cả cái bạn nam ấy. Dạ. vâng Và bọn thì em cũng không muốn làm như thế. Dạ. Chứ không, cũng không muốn vâng là người chơi tham gia liều tham gia này kia. nếu như thể mà bạn nam mà đáp ứng được và thông cảm, có thể chia sẻ cùng với em được, thì em cũng sẽ mở lòng mình, và nếu mà hợp thì em sẽ chọn. Chứ em không phải là bây giờ em vẫn cứ cố là em ý định đấy. Dạ vâng, cho bây giờ chị chia sẻ về mẫu người mà chị muốn chương trình tìm kiếm cho mình ạ. Em muốn không cần quá giỏi quá tài, nhưng mà ít nhất người ta có thể trưởng thành,
người lớn một chút. Cho em có thể cùng chăm lo con được với em. Thì những cái tiêu chí khác thì em không cần là phải giỏi giang, phải đẹp trai hay là phải giàu có gì cả. Ít nhất là cũng phải lo được, biết là lo được cho ba mẹ con có một cuộc sống quá khó khăn, thế là được thôi. Là làm lo kinh tế cho cả cho ba mẹ con cùng một cuộc sống tốt đúng không ạ? Vâng, người ta trưởng thành một chút là được ạ. Độ tuổi sao chị? Mẹ chờ con tí. Có ạ. Độ tuổi từ 50 trở về. Bởi vì em cũng 40 rồi. Rồi. Vâng. Ô, chị mong muốn là có cái người có nghề nghiệp như nào thì chị nghĩ là phù hợp với chị? Chỉ cần người ta có công việc nó ổn định một chút thôi, chứ không phải là người này người nọ. Chỉ cần người ta công việc người ta ổn định và cũng có thể gánh vác được gia đình như người khác. Người ta đừng có rượu chè cờ bạc hay là ăn chơi, là những cái người là em sợ. Vì trước kia chồng em ăn chơi cho nên là em sợ. Thì đấy là lý do mà từ ngày đến giờ em không dám nghĩ đến điều ai và lấy ai. Rồi ok, em cảm ơn chị Hằng nhá. Thì hôm nay là cái buổi giao lưu đầu tiên để mà làm quen. Nếu mà tụi em có tìm được cái người phù hợp ấy thì bên chương trình sẽ liên hệ lại với chị để mà tiếp tục tính lấy cái việc mà lịch vào ghi hình của chị nhá. Dạ, vâng ạ. Đó, em cảm ơn chị nhiều ạ. Dạ.